Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 tỉnh Hưng Yên. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức đồng loạt trên cả nước vào ngày 7 và 8 tháng 7 và vẫn áp dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định. Đến nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành hướng dẫn tổ chức thi và triển khai các nội dung về ngân hàng câu hỏi thi, chuẩn bị ra đề thi, phần mềm hỗ trợ quản lý tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin, tập huấn, đăng ký dự thi. Nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu lớp 12 và không ra đề vào các nội dung tinh giản do ảnh hưởng của dịch bệnh trong 3 năm học vừa qua. Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cấp tỉnh nhằm triển khai các nội dung về tình hình công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại tỉnh Hưng Yên. Kỳ thi này, tỉnh Hưng Yên có 14.000 thí sinh. Đồng chí nhấn mạnh đây là kỳ thi quan trọng đối với các em học sinh và toàn xã hội trong công tác giáo dục đào tạo. Đồng chí yêu cầu các nhà trường cần tiếp tục ôn tập kiến thức cho học sinh và đặc biệt là giúp các em học sinh ổn định tâm lý, tự tin và tuân thủ nghiêm quy tắc của kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương hoàn thành kế hoạch tổ chức thi theo hướng tiếp cận từng phần việc, từng tổ chức cá nhân cụ thể, tránh chung chung hình thức. Trong đó, phải có phương án xử lý đối với các trường hợp phát sinh, đặc biệt cần chú ý rà soát, nắm tình hình thực tế các thiết bị công nghệ nhằm phòng trừ, ngăn chặn gian lận trong thi cử. Cùng với đó, đảm bảo hệ thống cơ sở vật chất, bố trí các địa điểm ăn ở, lưu trú cho thí sinh cũng như cán bộ phục vụ kỳ thi.